Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thể thao 24 giờ. Mình là biên tập viên Quang Vinh. Rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn. Các bạn ơi, ngoài việc học văn hóa thì chúng ta nên học các môn thể thao như đá bóng, cầu lông, đá cầu là những lựa chọn khá lý tưởng. Riêng mình thích cầu lông, còn bạn hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Còn bây giờ, chương trình Thể thao 24 giờ đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.